Nhiều ngày qua đã có thông tin các loại nông sản trên địa bàn Hà Nội như là củ cải, cà chua, củ huyện mê linh, hành lá hay là hoa tươi của quận Nam Từ Liêm rớt giá, không ai mua, nông dân phải vứt bỏ. Tuy nhiên qua tìm hiểu và khảo sát thực tế tại các địa bàn trên cho thấy có tình trạng cung đang vượt quá cầu, giá bán ra rẻ nhưng người trồng không bị lỗ, không phải vứt bỏ sau củ. Tại huyện Mê Linh, diện tích trồng rau các loại vụ đông đang trong giai đoạn thu hoạch khoảng 700 hectare sản lượng đạt khoảng 14.500 tấn. Trong đó, riêng sản phẩm củ cải và cà chua hiện còn 600 tấn đã đến thời điểm thu hoạch, cần tiêu thụ nhanh. Dự kiến khoảng 15 ngày nữa, người nông dân Mê Linh tiếp tục thu hoạch khoảng 1.000 tấn củ cải. Tuy nhiên, đầu ra rất chậm, giá thành xuống thấp. Đâu cỏ năm nay mà so với mọi năm thì là thời điểm này là nó khẽ chậm hơn mấy mọi năm và giá cả khẽ thấp hơn mọi năm. Vì nó vừa rồi là nó cái dịch cúm gọi là toàn nước là đâm là nó không tiêu thụ được mấy. Vụ mùa này thời tiết rất thuận lợi nên sản lượng củ cải tăng gấp đôi so với các vụ khác trong năm. Nguồn cung tăng trong khi các bếp ăn tập thể, nhà hàng, quán ăn lại giảm cầu do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ngoài ra còn một lượng rau củ lớn từ các địa phương khác đã được các tổ chức đưa về thủ đô để giải cứu. Cùng vượt cầu khiến cho sức tiêu thụ chậm vấn đề sản xuất hiện nay thì tuy rằng nó có giá rẻ hơn mọi năm nhưng người nông dân trồng rau thì vẫn đảm bảo được đời sống vẫn có lãi định hình của các cái vụ kế tiếp thì chúng tôi đang tuyên truyền đối với xã viên là sẽ giãn cách trồng giãn cách và hạn chế trồng đại trà tương tự tại huyện mê linh người dân phường liên mạc quận bắc từ liêm cũng gặp khó khăn về tiêu thụ hành lá sau tết Ước tính sản lượng hành lá trên địa bàn phường còn khoảng 50 tấn. Để tháo gỡ khó khăn cho bà con nông dân tại các vùng trồng rau, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã có buổi làm việc và khảo sát trực tiếp tại các địa bàn. Chúng tôi sẽ định hướng từng cái nhóm mặt hàng để liên hệ với các cái doanh nghiệp phân phối cũng như là các cái nhà máy chế biến hoặc là các cái chợ đầu mối để hỗ trợ tiêu thụ cho nông dân của Hà Nội một cách nhanh nhất. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng hỗ trợ và tư vấn giúp đỡ cho các địa phương để làm thế nào chúng ta sản xuất phải cân đối cung cầu. Lãnh đạo Sở Công thương cũng đề nghị các địa phương đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm với các sản phẩm thu hoạch, sản phẩm nào không đạt yêu cầu phải tiêu hủy theo đúng quy trình, tránh trường hợp vứt bỏ giữa cánh đồng gây hiểu lầm trong dư luận.